tin Canada và thế giới. Nhanh chóng, trung thực, chính xác. Culture Channel, kênh tin tức uy tín hàng đầu của người Việt tại Canada. Hoàng Anh xin kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta đang đến với bản tin Canada và thế giới trên kênh Culture Channel và trên các nền tảng của tạp chí Culture Magazine. Trong bản tin hôm nay, Canada đang bước vào suy thoái nhẹ vào năm 2023 nhưng nó sẽ chỉ tồn tại trong thời gian ngắn. Theo ngân hàng RBC. Con tem cây quỷ mới của Canada Post nhằm ủng hộ Ukraine sắp ra mắt. Có một số các thành phố và thị trấn của Ontario hiện đang trả tiền cho mọi người đến thăm. Toronto và Montreal là hai trong những thành phố tốt nhất trên thế giới dành cho sinh viên. Diễu hành Calgary Stampede, Parade sẽ mở đâu và những con đường nào sẽ bị đóng. Thủ tướng Anh Boris Johnson chấp nhận từ chức. Lãnh đạo của MI5 Anh Quốc và FBI Hoa Kỳ đưa ra cảnh báo chung về mối đe dọa ngày càng gia tăng từ Trung Quốc. Tổ chức Y tế Thế giới báo cáo hai trường hợp mới tử vong do bệnh đậu mùa khỉ, cảnh báo dịch bệnh đã lây lan ở các khu vực mới. Hậu tranh cãi xoay quanh giọng hát giả mạo, các bài hát của ông hoàng nhạc pop Michael Jackson bị xóa khỏi các dịch vụ phát trực tuyến. Mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết ngay sau đây. Canada đang bước vào suy thoái vào năm 2023, nhưng nó có thể chỉ tồn tại trong thời gian ngắn và không nghiêm trọng như các cuộc suy thoái trước đó. Theo một báo cáo mới từ ngân hàng RBC, các nhà kinh tế của RBC cho biết, giá lương thực và năng lượng tăng cao, lãi suất tăng và tình trạng thiếu lao động tiếp diễn sẽ đẩy nền kinh tế vào tình trạng co lại vừa phải trong năm tới. Ngân hàng RBC cho biết, họ hy vọng tỷ lệ thất nghiệp sẽ ở mức 6,6% vào năm tới, nhưng không nghĩ rằng sẽ mất nhiều thời gian để đảo ngược một số điểm yếu đó vào năm 2024 và sau đó. Báo cáo cho biết thêm Chi tiêu của các hộ gia đình đã tăng mạnh sau đại dịch Covid-19 và sẽ chậm lại khi giá cả tăng cao hơn, lãi suất và tỷ lệ thất nghiệp ảnh hưởng đến các hộ gia đình. RBC cũng tiên đoán giá nhà sẽ giảm 10% trong năm tới, làm giảm đi hơn 800 tỷ đô la giá trị tài sản ròng của hộ gia đình. RBC cho biết khả năng ngân hàng trung ương Canada sẽ tăng lãi suất thêm 3/4 điểm phần trăm sẽ đẩy lãi suất chính sách chủ chốt lên 3,25% vào cuối năm nay. Ngân hàng Trung ương đã tăng lãi suất cơ bản thêm nửa điểm phần trăm lên 1,50% vào tháng 6 trong nỗ lực kiểm soát lạm phát tăng vọt. Bưu điện Canada cho biết sẽ bán một con tem cây quỷ hoàn toàn mới cho những người muốn ủng hộ Ukraine và hỗ trợ các nỗ lực nhân đạo. Bắt đầu từ thứ năm, bạn có thể đến các cửa hàng bưu điện địa phương của mình và mua con tem đặc biệt này. Con tem là hình ảnh một bông hoa hướng dương với dòng chữ "Help for Ukraine" trên đó. Ông Brian Granduff là chủ sở hữu và người điều hành cửa hàng All Nation Stamp and Coin ở Vancouver cho biết rất khó tìm thấy những con tem này. Họ chỉ sản xuất 50.000 tập tem nhỏ, tính ra là 500.000 con tem, mỗi tập gồm 10 tem. Mỗi bưu điện sẽ có thể nhận được khoảng 100 tập tem. Khoảng quyên góp 1 đô la từ mỗi tập gồm 10 con tem và 10 cent từ mỗi bìa sách hay phong bì sưu tầm sẽ giúp đỡ những người bị ảnh hưởng bởi cuộc xâm lược Ukraine của Nga. Số tiền quyên góp được sẽ được chuyển cho quỹ Canada Ukraine (CUF), là tổ chức có lịch sử lâu đời trong việc hỗ trợ Ukraine. Nếu quý vị đang có ý định tham quan tỉnh bang Ontario, có thể quý vị xem xét một số các thành phố và thị trấn sau đây, hiện họ đang trả tiền cho mọi người đến thăm. Một số thành phố và thị trấn của tỉnh Ontario hiện đang đề nghị trả tiền cho khách du lịch để khuyến khích họ ở lại qua đêm vào mùa hè này. Khi các hạn chế Covid-19 được nới lỏng hơn, du lịch ở tỉnh Ontario cuối cùng cũng đang tăng tốc và hiện một số thành phố và thị trấn đang cung cấp các ưu đãi và các khoản giảm giá cho những người đến thăm. Các khoản giảm giá này là thêm vào ngoài tín dụng thuế staycation tax credit mà sẽ nhận được của tỉnh bang năm 2022. Khoản mà sẽ cho phép khách du lịch Ontario nhận được khoản tín dụng thuế thu nhập cá nhân 20% đối với chỗ ở đủ điều kiện từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 31 tháng 12, lên đến tối đa 1.000 đô la cho một cá nhân và 2.000 đô la cho một gia đình. Cho khoản tín dụng tối đa là 200 đô la cho cá nhân hoặc là 400 đô la cho gia đình. Ví dụ, Tourism Mississauga đang cung cấp thẻ quà tặng trả trước 100 đô la và thẻ quà tặng Square One trị giá 20 đô la cho bất kỳ ai đặt phòng từ hai đêm trở lên tại một khách sạn đủ điều kiện. Thành phố Guelph sẽ cung cấp thẻ quà tặng 100 đô la cho những người đặt phòng 2 đêm trở lên tại một trong 6 khách sạn và nhà khách tham gia. Một chương trình tương tự cũng có ở thành phố London, nơi thẻ quà tặng visa trị giá 100 đô la được trao cho những người lưu trú từ hai đêm trở lên tại một trong những khách sạn tham gia. Ottawa Tourism cho biết, những người quyết định ở lại thành phố trong 3 đêm liên tiếp sẽ được bao trả chi phí khách sạn cho đêm thứ ba nếu họ ở tại một khách sạn tham gia. Trong khi đó thì Tourism Burlington đang cung cấp cho du khách ở một đêm thẻ quà tặng visa trị giá 50 đô la và giảm giá 100 đô la cho những người ở hai đêm liên tiếp tại một khách sạn tham gia chương trình. Nhiều khách sạn ở thành phố Kingston đang cung cấp thẻ quà tặng visa trị giá 100 đô la cũng như là các đặc quyền khác như là thẻ xăng trả trước để trang trải chi phí nhiên liệu. Toronto và Montreal là hai trong những thành phố tốt nhất trên thế giới dành cho sinh viên. Danh sách các thành phố tốt nhất dành cho sinh viên năm 2023 của Quackerally Cement QS sử dụng ý kiến của các sinh viên hiện tại để xếp hạng các địa điểm đại học trên toàn thế giới. Các chỉ số xếp hạng dựa trên nhiều yếu tố bao gồm quan điểm của sinh viên, hoạt động của nhà tuyển dụng, sự mong muốn được học ở đây và khả năng chi trả thành phố Toronto đã đứng thứ ba ở Bắc Mỹ và xếp thứ 15 trong số 140 thành phố trên toàn thế giới. Thành phố Montreal đã được trao vương miện thành phố tốt thứ hai ở Bắc Mỹ và tốt nhất ở Canada dành cho học sinh. Các thành phố khác của Canada như là Vancouver đứng ở vị trí thứ 20, Ottawa thì ở vị trí thứ 55 và thành phố Quebec ở vị trí thứ 106 trên toàn thế giới. Không nằm ngoài dự đoán, điểm trừ lớn nhất của thành phố Toronto chính là khả năng chi trả. Toronto đạt điểm cực kỳ thấp trong hạng mục khả năng chi trả với số điểm là 26,2. Nhìn chung thì Toronto nhận được số điểm là 87,1, kém thứ hạng của năm ngoái. Các thành phố tốt nhất cho sinh viên trong danh sách bao gồm London ở vị trí số 1, Munich ở vị trí thứ 2 và Seoul ở vị trí thứ 3, Zurich thứ 4, Melbourne thứ 5, Berlin thứ 6, Tokyo thứ 7, Paris thứ 8, Sydney thứ 9, thứ 10 là Edinburgh, 11 là Boston, 12 Hồng Kông, 13 Singapore, 14 Montreal và 15 là thành phố Toronto. Giá phà BC Ferries giảm giá còn dưới 10 đô la cho một số chuyến. Du khách có thể đi thuyền đến một số hòn đảo và thành phố dọc theo bờ biển British Columbia với giá chưa đến 10 đô la vào mùa hè này. BC Ferries đang giảm giá rất lớn cho các chuyến đi các tuyến đường nhất định vào mùa hè này ngoại trừ các chuyến đi vào Long Weekend của tháng 8. Ngoài khoảng thời gian từ ngày 28 tháng 7 đến ngày 1 tháng 8, hành khách đi bằng phương tiện tiêu chuẩn có thể trả ít nhất là 5,40 đô la cho một vé khứ hồi tùy thuộc vào thời điểm họ đi. Tuy nhiên, họ phải sẵn sàng đi vào sáng sớm hoặc là tối muộn và chỉ có thể mua giá vé đã giảm tại các bến trong cùng ngày của chuyến đi và không thể mua trước. Các chuyến đi rẻ nhất nằm giữa Buckley B và Diamond Island Campbell River và Quadra Island, Graham Island và Moresby Island với giá là 5 đô la 40 cent. Còn chuyến Nanaimo và Gabriola Island, Power River và Texada Island là 6 đô la. Cũng có giảm giá cho du nhất thứ bảy này, tất cả các chuyến đi giữa South Watson và Duke Point đều có sẵn với giá là 49 đô la. Nhưng số lượng là có hạn, vì vậy các chuyến đi trong ngày đó nên được đặt trước trực tuyến. cuộc diễu hành Calgary Stampede Parade. Hàng chục ngàn người dự kiến sẽ xếp hàng dọc theo cuộc diễu hành ở trung tâm thành phố Calgary vào sáng thứ Sáu. Thành phố Calgary, cơ quan vận tải và cơ quan đổ xe đã tổng hợp một danh sách các địa điểm đổ xe, các tuyến phương tiện công cộng và những con đường bị đóng để giúp những người yêu thích cuộc diễu hành Stampede lên kế hoạch trước ngày trọng đại và trong suốt 10 ngày của chương trình được gọi là The Greatest Outdoor Show on Earth – tức là màn biểu diễn lớn nhất trái đất. Quý vị nên lưu ý check thông tin về các tuyến đường bị đóng và chỗ đậu xe bị đóng trước khi tham gia nhé. Cuộc diễu hành năm nay dự kiến bắt đầu tại giao lộ của Ninth Avenue và Third Street South East lúc 9 giờ sáng và đi qua 18 dãy nhà qua trung tâm thành phố. Người dẫn đầu cuộc diễu hành năm 2022 là diễn viên Kevin Costner sẽ đi theo hướng Tây trên Ninth Avenue đến 10th Street Southwest nơi họ sẽ đi về phía bắc đến 6 Avenue và sau đó tiếp tục về phía đông cho đến khi đến 4th Street Southeast. Du khách xem diễu hành có thể xếp hàng trên vỉa hè dọc tuyến đường. Chương trình cũng sẽ được phát sóng trực tiếp trên TV và trên mạng, bắt đầu từ 8 sáng thứ Sáu. Calgary Stampede cung cấp vé vào cửa Stampede Park miễn phí vào ngày diễu hành từ 11 giờ sáng đến 1 giờ 30 chiều. Dịch vụ C-Train sẽ tiếp tục hoạt động tại tất cả các ga trung tâm thành phố trước, trong suốt và sau cuộc diễu hành. Dịch vụ xe bus thì sẽ bị đổi hướng do đường bị đóng trong suốt cuộc diễu hành. Calgary Transit sẽ cung cấp dịch vụ C-Train 24 giờ từ tối thứ Năm ngày 7 tháng 7 đến sáng ngày thứ Hai ngày 18 tháng 7. Theo trong bản tin, mời quý vị theo dõi một số tin tức trên thế giới đáng chú ý sau đây. Thủ tướng Anh Boris Johnson chấp nhận từ chức. Lãnh đạo của MI5 và FBI đưa ra cảnh báo chung về mối đe dọa ngày càng gia tăng từ Trung Quốc. Xiaomi của Trung Quốc sản xuất điện thoại thông minh đầu tiên tại Việt Nam. WHO báo cáo hai trường hợp tử vong mới do bệnh đậu mùa khỉ. Cảnh báo dịch bệnh đã lây lan ở các khu vực mới. Hậu tranh cãi xoay quanh giọng hát giả mạo, các bài hát của ông hoàng nhạc pop Michael Jackson bị xóa khỏi các dịch vụ phát trực tuyến. Sau đây là phần tin chi tiết, mời quý vị tiếp tục theo dõi. Thủ tướng Anh Boris Johnson sẽ tuyên bố từ chức Thủ tướng Anh vào thứ Năm sau khi ông đã bị các bộ trưởng và các nhà lập pháp đảng bảo thủ của ông bỏ rơi, những người nói rằng ông không còn đủ khả năng cầm quyền với 8 bộ trưởng bao gồm hai ngoại trưởng đã từ chức trong 2 giờ qua, một thủ tướng Johnson bị cô lập và bất lực đã phải cúi đầu trước điều không thể tránh khỏi và tuyên bố rằng ông sẽ từ chức vào cuối ngày thứ năm. Đảng bảo thủ hiện sẽ phải bầu ra một nhà lãnh đạo mới, một quá trình mà có thể mất khoảng 2 tháng. Hiện vẫn chưa rõ liệu Thủ tướng Johnson sẽ có thể tiếp tục giữ vai trò tạm thời trong quá trình bầu cử Thủ tướng mới hay không. Sự ủng hộ dành cho Thủ tướng Johnson đã biến mất sau khi Bộ trưởng Tài chính nakim Zahawi, người mới được bổ nhiệm vào vị trí hiện tại hôm thứ Ba, đã kêu gọi lãnh đạo của ông từ chức. Cuộc khủng hoảng gần đây nổ ra, Thủ tướng Johnson đã phải xin lỗi sau khi xuất hiện thông báo rằng ông Chris Pincher, người giữ vai trò chính phủ liên quan đến chăm sóc một vụ, từng là đối tượng của các khiếu nại về hành vi sai trái tình dục trước khi được bổ nhiệm. Thủ tướng đã nói rằng ông đã quên. Điều này kéo theo nhiều tháng sai lầm bao gồm các báo cáo về các bữa tiệc rượu tại Tư Dinh và văn phòng ở phố Downing của ông, phá vỡ quy tắc khóa COVID-19 và khiến ông bị cảnh sát phạt vì tụ tập sinh nhật lần thứ 56 của ông. Thủ tướng Johnson cũng đã nhận về nhiều chỉ trích về chính sách và cho rằng ông đã không hành động đủ để giải quyết lạm phát khi nhiều người Anh đang phải trợt vật để đối phó với giá nhiên liệu và thực phẩm gia tăng. Lãnh đạo của MI5 và FBI đưa ra cảnh báo chung về mối đe dọa ngày càng gia tăng từ Trung Quốc. Trong lần xuất hiện chung đầu tiên hôm thứ Tư, các nhà lãnh đạo của Cơ quan Tình báo Nội địa Anh MI5 và Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI đã cảnh báo về mối đe dọa lâu dài ngày càng gia tăng do Trung Quốc gây ra đối với các lợi ích của Vương quốc Anh và Mỹ. Tổng giám đốc MI5 là Ken McCollum cho biết Dịch vụ đã tăng hơn gấp đôi nỗ lực bị hạn chế trước đây của họ để chống lại hoạt động gây lo ngại của Trung Quốc. Đồng thời cho biết thêm rằng, cơ quan đã thực hiện nhiều cuộc điều tra gấp 7 lần so với năm 2018. Trong khi đó thì giám đốc FBI Christopher Ray nói rằng, chính phủ Trung Quốc đã đặt ra mối đe dọa lâu dài lớn nhất đối với nền kinh tế và an ninh quốc gia của Anh và Mỹ. Cùng với các đồng minh ở châu Âu và những nơi khác, trong năm qua, Vương quốc Anh đã chia sẻ thông tin tình báo với 37 quốc gia để giúp họ phòng thủ chống lại gián điệp mạng. Tổng giám đốc MI5 McCollum cho biết, vào tháng 5, họ đã phá vỡ một mối đe dọa tinh vi nhắm vào các công ty hàng không vũ trụ quan trọng. Nói về Đài Loan, giám đốc FBI Ray nói rằng, Trung Quốc có thể đã cố gắng cưỡng chiếm hòn đảo và nếu điều đó xảy ra, nó sẽ đại diện cho một trong những sự gián đoạn kinh doanh khủng khiếp nhất mà thế giới từng chứng kiến. Khi được yêu cầu trả lời câu hỏi về những bình luận của hai người đứng đầu cơ quan an ninh kể trên, người phát ngôn của Đại sứ quán Trung Quốc tại Anh đã cho rằng những cáo buộc chống lại Trung Quốc của các quan chức tình báo Mỹ và Anh là hoàn toàn vô căn cứ. Công ty Xiaomi của Trung Quốc hôm thứ Năm cho biết họ đã sản xuất lô điện thoại thông minh đầu tiên tại Việt Nam Động thái này diễn ra trong bối cảnh công ty đang tìm cách mở rộng vị thế của mình ở Đông Nam Á. Công ty này cho biết các thiết bị được sản xuất tại một nhà máy ở tỉnh Thái Nguyên, phía bắc thủ đô Hà Nội. Nhà máy được vận hành bởi các đối tác của Xiaomi là DBG Technology. Lầu điện thoại thông minh đầu tiên của Xiaomi sản xuất tại Việt Nam đã được gửi đến một nhà phân phối trong nước. Xiaomi cũng cho biết thêm rằng họ sẽ sớm xuất khẩu điện thoại thông minh sang các thị trường Đông Nam Á khác bao gồm Malaysia và Thái Lan. Trong những năm gần đây, Việt Nam đã trở thành một trung tâm sản xuất khu vực cho các nhà sản xuất điện tử toàn cầu. Giá trị xuất khẩu điện thoại thông minh của nước này chủ yếu do Samsung Electronics sản xuất đã tăng 12,4% trong năm ngoái lên 57,5 tỷ đô la Mỹ. Liên quan đến bệnh động mùa khỉ, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) vừa báo cáo thêm hai trường hợp tử vong mới do bệnh đậu mùa khỉ kể từ lần cập nhật dịch bệnh trước đó vào ngày 27 tháng 6, nâng tổng số ca tử vong do dịch bệnh này lên tổng cộng 3 người kể từ đầu năm đến nay. WHO cho biết, kể từ lần báo cáo cuối cùng, tổng số ca mắc bệnh đậu mùa khỉ là 6.027 người. Dịch bệnh hiện đã lây lan sang các khu vực khác, với phần lớn các trường hợp mắc bệnh được báo cáo ở châu Âu, Tuy nhiên, cả ba trường hợp tử vong cho đến nay đều được ghi nhận ở châu Phi. Bản cập nhật của WHO cũng cho biết rằng, hơn 99% các trường hợp mắc bệnh động mùa khỉ có thông tin giới tính là nam giới. Theo đó, bản cập nhật mô tả, sự bùng phát tiếp tục ảnh hưởng chủ yếu đến những người đàn ông quan hệ tình dục đồng giới, những người đã báo cáo quan hệ tình dục gần đây với một hoặc nhiều bản tình nam, cho thấy hiện tại không có tín hiệu lây truyền lâu dài bên ngoài các mối quan hệ này. Cơ quan Liên hiệp quốc có trụ sở tại Geneva sẽ triệu tập lại một cuộc họp của Ủy ban vào tuần bắt đầu từ ngày 18 tháng 7 hoặc là sớm hơn, trong đó Ủy ban sẽ tư vấn về việc tuyên bố bùng phát dịch bệnh này là tình trạng khẩn cấp về sức khỏe toàn cầu, là mức cảnh báo cao nhất của WHO hay không. Liên quan đến ngành giải trí, ba bài hát trong album Michael năm 2010 của Michael Jackson đã bị xóa khỏi các dịch vụ phát trực tuyến trong bối cảnh xuất hiện tuyên bố rằng ông hoàng nhạc pop chưa từng đích thân hát những ca khúc này đơn vị quản lý di sản của michael jackson và sony music đã thu hồi các ca khúc breaking news monster và keep your head up ra khỏi album michael đây là những ca khúc mà người hâm mộ khẳng định rằng chúng đã được hát bởi ca sĩ jason malaki chứ không phải là ca sĩ michael jackson Ba bài hát này hiện đã không còn có thể truy cập được trên Spotify hoặc là Apple Music. Trước đó vào năm 2014, Vera Serova, một người hâm mộ của Michael Jackson đã đệ đơn kiện Sony Music vì vi phạm luật cạnh tranh không lành mạnh và đạo luật xử lý người tiêu dùng với lý do cho rằng Michael Jackson đã bị xuyên tạc là ca sĩ của ba bài hát kể trên. Serova cũng tuyên bố rằng các nhà sản xuất Edward Casio và James Port. Những người bị cáo buộc đã thu âm các bài hát vào năm 2007, trước khi Michael Jackson qua đời năm 2009, vốn đã biết các bài hát là hàng giả. Vụ kiện chống lại Casio và Port vẫn đang được diễn ra. Tòa án đã phán quyết có lợi cho đơn vị quản lý di sản của Michael Jackson và Sony Music vào năm 2018, vì cả hai bên không thể xác định danh tính của giọng hát và vì vậy họ không phải chịu trách nhiệm pháp lý. Michael là album đầu tiên sau khi mất của nam danh ca quá cố, bao gồm các bài hát chưa được phát hành, mặc dù đã có nhiều tin đồn xoay quanh giọng hát thực sự trong album này. Và đó là những câu chuyện tại Canada và trên thế giới trong bản tin này. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính mời quý vị đăng ký kênh và bật nút chuông thông báo để đón theo dõi những video mới tiếp theo. Xin cảm ơn quý vị và các bạn. Xin chúc quý vị nhiều sức khỏe hoàng anh xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo